Chào anh chị em. Hôm nay là thứ tư sau Chúa Nhật năm Phục sinh, lễ kính thánh Athanasio giám mục tiến sĩ hộ thánh. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu 8. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho, cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế. Nếu không ở lại trong thầy, thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của thầy. Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về lời Đức Giêsu nói: thầy là cây nho, anh em là cành. Trước tiên, cây nho vốn tượng trưng cho dân Israel được tới tuyển chọn và chăm sóc. Lẽ ra cái vườn nho phải được sinh hoa trái công chính, nhưng khi Đức Giêsu đến, người chấm dứt giai đoạn lịch sử trong đó nước Thiên Chúa đồng hóa với dân Do Thái. Khi Giêsu đến, người tự xưng là cây nho thật. Điều đáng chú ý là trong Cựu Ước, biểu tượng cây nho luôn luôn gắn liền với ý niệm về suy thoái. Chẳng hạn trong Isaiah, vườn nho đã trở thành vườn nho hoang. Jeremiah than phiền dân tộc ông đã biến thành một cây nho lạ, thoái hóa thành một cây khác. Theo một nhà chú giải Kinh Thánh thì dường như Đức Giêsu muốn nói với người Do Thái rằng: các ngươi tưởng mình thuộc về dân Israel nên các ngươi là cây nho thật của Thiên Chúa sao? Giờ đây cây nho thật đã bén rễ. Đức Giêsu là thân nho. Từ đó đâm ra những cành nho, nghĩa là chúng ta đang sống nhờ người. Nhưng Đức Giêsu cũng là toàn bộ cây nho, cả thân lẫn cành. Cho nên các Kitô hữu đích thực là thân thể Đức Kitô. Khi đến thì Giêsu khẳng định: thầy là cây nho, anh em là cành. Ngày xưa đó thì cây nho là dân tộc Do Thái, và điều quan trọng là toàn thể cộng đồng đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa, cá nhân thì không quan trọng. Bây giờ Đức Giêsu khẳng định thầy là cây nho, anh em là cành. Thế thì điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta được liên kết với Đức Giêsu nhờ đức tin, cầu nguyện, đọc lời Chúa. Đó mới là điều đáng quan tâm. Sau cùng Đức Giêsu yêu cầu tất cả chúng ta phải sinh hoa trái. Nhưng Chúa không nói rõ là hoa trái đây là gì. Phục vụ, hành động vì công bằng xã hội hay là tận hiến cho Chúa trong thinh lặng. Đức Giêsu chỉ lý yếu rằng Ngài nhấn mạnh những hoa trái này phải sản sinh từ thần khí của người và mang dấu ấn riêng của người. Đây mới là điều quan trọng. Mức thành đạt của hội thánh không đo bằng những huân công chiến tích, mà bằng sự thăng tiến trong hội thánh do biết đào sâu mầu nhiệm Chúa Kitô và thông phần vào thập giá cũng như sự phục sinh của người. Thật vậy, hôm nay Hội Thánh giới thiệu với thế giới về một cành nho đã gắn liền thân nho Giêsu và sinh nhiều hoa trái. Đó là thánh Athanasio, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một giáo phụ nổi tiếng, cương quyết chống lại bề rối Arius, bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu. Trong 45 năm làm giám mục, Ngài phải chạy trốn khỏi thành phố nhiều lần và bị lưu đày tất cả 17 năm. Thánh nhân là cành gắn liền thân nho Giêsu, nên Ngài đã sống mầu nhiệm Chúa Kitô và thông phần vào cuộc khổ nạn
và phục sinh của Người. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cho chúng ta là những cành nho luôn gắn liền với thân nho là Đức Giêsu. Nhờ đó, xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Người. Amen.